Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Công ty của mình đang làm là My Realty Alone. Rồi cái số điện thoại là 925 978 4078. Cái email là vimxmy@gmail.com. Công ty của mình là đảm trách tất cả những dịch vụ cho vay. Thí dụ như là mua nhà để ở hoặc tái tài trợ, nếu mà tiền lời cao thì làm lại để tiền lời thấp. Mua nhà đầu tư, tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư thêm, mua nhà thêm hoặc là bất động sản thêm. Mua và tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư hầu hết các cơ sở và thương mại, thí dụ như commercial, bất động sản. Lấy tiền ra và tái tài trợ lại. Công ty của mình là chuyên môn để đảm trách những hồ sơ mà đi vay mà đã bị những cái hồ sơ đó đã bị những cái công ty khác đã bị từ chối khó vay, hoặc bất cứ những người không có điểm tín dụng hoặc là cái điểm tín dụng không được tốt hoặc là phá sản. Mình là chuyên môn đảm trách về vấn đề đó.
và đặc biệt là cơ sở thương mại và đầu tư về SPA và tiểu thương. Mình có đảm trách về cái cơ sở thương mại và tiểu thương về SBA, Small Business Administration của chính phủ tài trợ, ở cái đó tiền đào thì khoảng là 10-15%, rất là thấp. Công ty phục vụ toàn nước Mỹ mà là một số quốc gia khác ngoài nước Mỹ, đặc biệt là hầu hết trong 50 tiểu bang của nước Mỹ là công ty mình phục vụ được. Công ty mình đặc biệt là chỉ nhận lệ phí sau khi hoàn tất hồ sơ, quý vị không còn phải trả một cái gì lệ phí cho cái công ty trước khi mà quý vị quyết định lấy cái loan hay không. Dù cái loan đã làm xong mà quý vị có thể thay đổi ý kiến không lấy thì quý vị cũng không có tốn một chi phí nào tất cả cho hồ sơ của công ty mình phục vụ cho quý vị. Vấn đề về địa ốc thương mại thì quý vị, công ty của mình cũng có chuyên buôn bán về địa ốc nhà ở chung cư cơ sở thương mại toàn địa bang California. Đó là công ty mình đảm trách mua bán tất cả những dịch vụ cho khách hàng. Công ty của mình đều giữ quyền riêng tư kín đáo cho tất cả khách hàng, không có lọt ra những cái thông tin mà khách hàng đã giao cho công ty mình, tin tưởng đã giao cho công ty mình. Đặc biệt là sẽ nhận những cái hồ sơ mà nhiều nơi đã từ chối đó thì mình có thể làm được. Ví dụ như là những người mà không may bị phá sản, hoặc là bị nhà kéo, hoặc là không có tiền tín dụng, hoặc là không có income đầy đủ tốt, thì mình cũng có làm nhiều loại loan khác nhau cho mỗi cái hồ sơ, cho mỗi cá nhân. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị anh chị em lắng nghe.